Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, võ công cao hơn Trương Tam Phong có mấy người? Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, nếu như nói đến một nhân vật có thật, lại mang sắc thái truyền kỳ nhất thì đó chính là Trương Tam Phong. Không thể nghi ngờ, Trương Tam Phong có thể nói chính là người đã khai sáng ra một thời đại. Sau khi người này xuất hiện, cơ hồ mỗi một sự kiện, mỗi một thứ tự xếp hạng trong giang hồ đều không thể thiếu đi bóng dáng. Trương Tam Phong uy vọng cao đến như vậy. Liệu trong thế giới của Kim Dung có bao nhiêu người có võ công có thể vượt qua được ông ta? Trong thế giới của Kim Dung có lẽ chỉ ít là có 3 người. Người đầu tiên đó chính là Lão Tăng Quét Rác. Những người có võ công vượt qua được Trương Tam Phong thực sự rất khó. Thậm chí nói nhất định phải có cấp bậc bán tiền mới có thể. Bởi vì Trương Tam Phong đã đạt đến đỉnh phong của thế giới võ hiệp. Liền như Trương Vô Kỵ vốn đã luyện thành rất nhiều môn thần công bá đạo đến khó tin. Còn rõ ràng vẫn kém hơn Trương Tam Phong một bậc. Lão Tăng Quét Rác chính là một trong số những người đã đạt đến cảnh giới như Trương Tam Phong. Không nói đến tam thước khí tường trên người Lão Tăng Quét Rác là huyền huyễn bá đạo đến cỡ nào. Chỉ cần xét đến một điểm liền biết, võ công của vị thần tăng này còn trên cả Trương Tam Phong. Chúng ta đều biết, Trương Tam Phong đã từng bị cao thủ của Kim Cương Môn Tây Vực đánh lén, trọng thương đến thổ huyết. Đến mức sau đó khi phải đối mặt với Triệu Mẫn, quận chúa của nhà Nguyên, mang tới một đám cao thủ Tây Vực khiêu chiến. Trong lòng đã không có phần trắng, trong lòng đã không có nắm chắc phần thắng. Mà Lão Tăng Quét Rác khi phải đối mặt với Cửu Mai Chí đánh lén, võ công của Cửu Mai Chí còn so với vị đệ tử Kim Cương Môn kia cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên vẫn không thể ảnh hưởng một chút nào đến Vô Danh Tăng. Từ một điểm này mà nhận định, thực lực của Lão Tăng Quét Rác liền cao hơn Trương Tam Phong một bậc. Ngay sau đó Lão Tăng Quét Rác bởi vì muốn trong vòng một chiêu, nhanh chóng đánh bất tỉnh Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, hai vị tuyệt đỉnh cao nhân, mà còn không thể để cho hai người bọn họ thụ thương. Độ khó của hành động lần này tuyệt đối vượt xa cảnh giới phàm nhân. Dưới tình huống như vậy không môn mở ra, đã bị chiến thần Tiêu Phong tung một chiều hàng long thập bát trưởng với 10 thành công lực đả thương. Kết quả Lão Tăng Quét Rác cũng là miệng phun máu tươi, xương sườn gãy mất vài cái. Từ trên thương thế này mà nhận định thương thế của Lão Tăng Quét Rác không thể nhẹ hơn so với Trương Tam Phong. Mà lại trưởng lực của đệ nhất chiến thần Kiều Phong tuyệt đối vượt xa bàn dược trưởng của cường tướng khi đánh lén Trương Tam Phong. Nhưng kết quả thì sao? Lão Tăng Quét Rác sau đó liền vẫn ung dung mang theo hai vị tuyệt đỉnh cao thủ phi thần như bay. Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục toàn lực đuổi theo, nhưng chỉ thoáng chốc liền phát hiện mình tuyệt không có khả năng đuổi kịp Lão Tăng Quét Rác. Thực lực chênh lệch quá xa, hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp. Bằng vào thể trạng khi trúng một đòn chí mạng của Tiêu Phong, Vô Danh Tăng vẫn hoàn toàn có thể áp đảo toàn diện Thiên Long Tứ Tuyệt. Còn Trương Tam Phong cũng trúng một trưởng, nhưng khi nhìn thấy vài cao thủ tiểu bối của Tây Vực đã mất hết lòng tin. Nếu như Trương Vô Kỵ không kịp thời xuất hiện cứu vãn thế cục, đoán chừng toàn bộ phái võ đàng sẽ phải bồi táng theo Trương Trần Nhân. Sau khi xem xét nhận định những chi tiết này, thì có thể khẳng định võ công của Lão Tăng Quét Rác tất nhiên là phải cao hơn Trương Tam Phong. Thứ hai là cậu ca Thạch Phá Thiên. Vì sao lại nói võ công của Thạch Phá Thiên cao hơn Trương Tam Phong? Ở đây có lẽ không cần so sánh đến thực lực chiến đấu, chỉ cần nhìn võ công triết học để so sánh. Trương Tam Phong đặt ra võ học phái võ đàng lấy tính chế động, giảng cứu phát lực thỏa đáng. Về sau Thái Cực Tâm Pháp giảng cứu âm dương chuyển đổi, giảng cứu không cần quá đặt nặng về chiêu số để quyền pháp hình thành từng cái vòng tròn. Nói cách khác, triết lý này đã vượt qua phạm trù về chiêu số võ công trước đó. Mà Thạch Phá Thiên thì sao? Khi hắn đem Thái Huyền Kinh dung hội quán thông về sau, đã là đem tất cả chiêu số đều dung hợp không có. Thậm chí nội công, khinh công cùng ngoại công đều trở thành một thể, biến thành tùy tâm sử dụng. Hoàn toàn trên ý nghĩa một cách đầy đủ nhất, chính là muốn làm sao ra chiêu đánh như thế nào, khí lực cũng đủ lớn, tốc độ đầy đủ nhanh, muốn phát lực liền phát lực tùy theo suy nghĩ. Dạng cảnh giới như thế này chính là Trương Tam Phong cũng chưa thể đạt đến. Thậm chí có thể nói liền xem như Lão Tăng Quét Rác thời Thiền Lòng cũng chưa thể đạt đến trình độ như vậy. Đối với Thạch Phá Thiên thì bất kỳ bí tịch võ công nào cũng không có ý nghĩa gì nữa. Muốn đánh chính là tiện tay mà đánh, không ai có thể ngăn cản được. Thạch Phá Thiên có thể nói chính là một cao thủ mạnh nhất trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Mà nói đến số lượng thần công, Thạch Phá Thiên cũng học được không ít. Chủ yếu bao gồm Viêm Viêm Công, La Hán Phục Ma Thần Công, Võ Đàng Kiếm Pháp, Tuyết Sơn Kiếm Pháp, Kỳ Mộ Đào Pháp, Đinh Gia Cầm Nã Thủ cùng Thái Huyền Kinh. Ở trong đó Viêm Viêm Công cùng La Hán Phục Ma Thần Công đều thuộc về nội công. Chỉ cần luyện thành một trong số đó đều xem như tuyệt đỉnh nội công. Mà Thạch Phá Thiên luyện thành Thái Huyền Kinh về sau, càng là võ công đã cao đến mức không tưởng. Không chỉ có như thế, Thạch Phá Thiên còn có thể dùng nội lực ngăn trở bão cát.
có thể lướt nhẹ vượt biển cứu Sử Bà Bà cùng A Tú. Phần năng lực như vậy tựa hồ là đã đạt đến cảnh giới huyền huyễn. Mà trong nguyên tác Hiệp Khách Hành cũng có một đoạn như sau. Sử Bà Bà nhướng mày nói ra, liền xem như đạt ma tổ sư Trường Tam Phong chân nhân phục sinh, cũng chưa chắc có thể tại trong vòng một ngày đã thông toàn thân kinh mạch, đã bị tắc nghẽn của ta. Người thứ ba đó chính là A Thanh. Rất nhiều người luôn luôn đối với nhân vật chính A Thanh trong tác phẩm Việt Nữ Kiếm đoán định rằng người này võ công đoán chừng rất thấp. Dù sao A Thanh cũng không có chiều số võ học gì được tính là thần kỳ, không có những lời văn miêu tả hòa mỹ như các nhân vật khác. Thậm chí một mình nàng ta bình định 3.000 Việt Giáp cũng bị cho rằng là lợi dụng vào địa lợi. Mà trên thực tế A Thanh bản thân liền là một người đủ sức sáng tạo ra võ học, dùng một thanh kiếm là có thể giải quyết được hết thảy mọi vấn đề. Chúng ta nhận thấy như trong tác phẩm Lộc Đình Ký, đệ nhất cao thủ trong thời đại này là Quy Tân Thụ, lại thêm vợ con hết thảy có đến 3 người, ám sát hoàng đế Khang Hy của Mãn Thanh. Chỉ là đánh chết hơn 30 người về sau, đã liền toàn quân bị diệt. Tiểu Phong ở trong Thiên Quân Vạn Mã mà nói, võ công của ông ta vô địch thiên hạ, nhưng tối đa cũng chỉ là tự vệ. Bọn người Chu Bá Thông, Hoàng Dực Sư, Nhất Đăng Đại Sư, Anh Cô cùng Hoàng Dung liền thủ đối mặt với mấy trăm tên Mông Cổ vây công, ngay cả toàn thân trở ra cũng đều kém chút làm không được. Vậy thì việc A Thanh bình định 3.000 Việt Giáp nào có dễ dàng như vậy? Trường Tam Phong làm không được, Trường Vô Kỵ làm không được. Cho nên thực lực của A Thanh cô nương tất nhiên phải vượt trên Trường Tam Phong. Tất nhiên cũng có nhiều người nói, Tiêu Giao Tử một mình sáng tạo ra phái Tiêu Giao với nhiều thần công kinh thế hãi tục như vậy, thì tất nhiên cũng có khả năng có thể chế phục được Trường Chân Nhân. Tuy nhiên Tiêu Giao Tử là một nhân vật không trực tiếp xuất hiện ở trong mạch truyện chính. Võ công thực lực cũng chỉ là nói đến qua lời kể của những nhân vật khác rất khó đoán định. Nếu như nói đến cả Tiêu Giao Tử thì sẽ tránh khỏi phải điền thêm tên của những nhân vật truyền kỳ như Mộ Dung Long Thành hay Đoàn Tư Bình. Những nhân vật này cũng hoàn toàn có khả năng vượt qua được Trường Tam Phong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Trước khi kết thúc cái video này thì mình muốn thông báo đến các bạn một vấn đề như sau. Sắp tới mình sẽ thực hiện lại cái bộ truyện Hậu Thiền Lòng Bát Bộ bằng hình thức là tóm tắt và kèm vào minh họa hình ảnh bằng truyện tranh cho các bạn để chúng ta có cái cảm quan nó tốt hơn về câu chuyện này. Và mình sẽ cố gắng sau câu chuyện Hậu Thiền Lòng Bát Bộ này thì mình sẽ chuyển thể tiếp các bộ như là Hậu Thần Điêu này, Hậu Ý Thiên, Tiền Ý, Tiền Ý Thiên rồi Tiền Thiên Long vân vân. Nói chung là những cái bộ mà nó liên quan đến chuyện Kim Dung mà nó chưa được chuyển thể thì mình sẽ chuyển thể thành truyện tranh và hình dạng tóm tắt để cho các bạn chúng ta nắm giữ tốt cái mạch truyện hơn. Và sắp vài bữa nữa thì có lẽ mình sẽ ra ngay ở trên cái kênh Giải Trí Tổng Hợp này. Hy vọng là vẫn nhận được cái sự ủng hộ cũng như là yêu mến của tất cả quý vị và các bạn. Thì như mình đã nói những cái lần trước thì nếu mà các bạn muốn tiếp tục coi những cái nội dung Kim Dung, các bạn hãy vào phần danh sách phát và chọn đến mục phân tích kiếm về Kim Dung. Và nếu mà các bạn thích các nội dung khác thì hãy tìm ở trong cái phần danh sách phát thì nó sẽ đầy đủ tất cả để chúng ta có thể theo dõi. Rồi, có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những cái clip hấp dẫn tiếp theo.